Đời sống thú vị xin chào các bạn. Là cái quán tôi tự thiết kế, quán kem. Đây là từ trong ra nhìn ra. Cái tường tường cỏ, cái tường cỏ thì các bạn chú ý là lắp cái đèn màu vàng để cho nó giống như là ánh đèn mặt trời ban ngày. Lắp toàn đèn màu vàng không. Cánh cổng này từ thiết kế là khi đóng vào nó là cái cổng, nó mở ra nó là cái bảng. Thì như này, các bạn chú ý là để cái đèn led này là mọi người là hay như này, hay quấn vào cây. Cái đèn led là mọi người hay quấn bằng dây, thì khi quấn bằng dây nhìn vào nó rất chói mắt. Nhưng ở đây thì không quấn bằng dây. Đây, các bạn thấy là hoàn toàn là ở trên cái đèn led. Chân tường, các bạn chú ý là cái chân tường, cái đèn led thay vì là để trên đúc, trên quấn trên cây thì ta sẽ cho xuống chân tường. Cho chân tường thì nó sẽ sáng ở chân tường đấy. Các bạn để ý. Nó sẽ sáng ở chân tường. Đây là một cái gương khách vào sẽ có thể coi. Và đặc biệt hơn nữa là trên này có một cái kệ sách để khách có thể là vừa ăn kem vừa đọc sách để ở đây bạn. Vâng ơi, mở cửa ra. Jingle bells, jingle bells, jingle. Vâng ơi, mở cửa ra. Rồi, vâng ơi, đóng lại. Đấy là cánh cửa. What fun it is to ride and sing a sleighing song.
dưới gì.